Sáng em đi lên. Lúc nào bây giờ lên đây thấy tiếp rồi, trời ơi là trời. Lần đầu tiên trong đời mình thấy có tuyết như vậy, và nhất là ở Việt Nam mình không nghĩ lại có cảnh tượng tuyệt vời như vậy, rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Mưa ăn và tuyết thì rất là đẹp, một khung cảnh đều là rất là tuyệt vời để cho mọi người có thể đến đây vào thật một sự rất là may mắn để mình có thể đến đây vào một dịp mưa ăn và tuyết như thế này.